Cũng như cô bác anh chị em biết, như cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành đạo rồi thì Ngài lấy cái tay liền chỉ lên trời đó, Ngài nói rằng hữu nhất chúng sanh bất thành Phật quả, ngã thể bất thành Phật. Ngài nói nếu có một cái chúng sanh nào mà không thành Phật thì ta thề không thành Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị giáo chủ trong cõi U Minh, cũng vì cái đại thể lớn lao, Ngài nói địa ngục vị không thể bất thành Phật, nghĩa là cái cõi địa ngục không có người đọa lạc vào đây thì ta mới nhận vào ngô chánh giác. Cho nên mà ngài, cho đến cái ngày nay Ngài làm Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi, chứ không có làm một vị Phật. Qua đến cái thời Thượng Nguyên đó, cái thời đó đó, Ngài mới bước sang qua cái quả vị Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa anh Mười, chủ sự trong gia đình, kính thưa quý đồng đạo, thì hôm nay cũng là cái dịp lễ kỷ niệm cúng cơm cho hiền thê của anh Mười. Thì tôi cũng xin thì cũng có cái dịp để mà trao đổi Phật pháp, thì tôi cũng xin phép để hỏi anh Mười một trong này như là bốn câu. Thì cái câu như thế này: hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi trở gót hài. Nam mô A Di Đà Phật. Và trân trọng mời anh Mười giải qua cái đoạn đó cho. Rồi, cảm ơn. Vỗ cho anh đầm hót tay đi. Họ hẹn một nơi có một bài hả, một ngày hả, mà họ hỏi rồi cái ngày nào gần tới vua vậy thôi, nhiêu đó thôi. Thì thưa quý vị, giờ đây thì chú Bảy Trì, chú Bảy Trì là người ở xã Tân Mỹ, cũng là trưởng ban trị sự xã Tân Mỹ. Thì xét ra tôi đếm lại cái thời gian đó thì cái số cô bác anh chị em mình dẫn đoàn mà đi cầu nguyện đây thì không có ông nào là trưởng ban hết, mà có cái ông này là ông Bảy Trì này lại là trưởng ban. Vậy là ra cũng cổ võ theo cái tinh thần cầu nguyện cơ số của bác anh chị em đó, dẫn đi ngày này sang ngày nọ vậy đó. Thì ra hôm nay trong cái sự có mặt ở trong cái nhà ngày kỷ niệm này đó, là chú được nêu lên trong cái bài thi xưng của Đức Thầy ngày 29 tháng Chạp năm 1939. Bài này tới 11 bài rồi. Thì hiện nay đoạn rằng ông đưa lên cái câu là hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi trở có hài. Thì cô bác anh chị em biết là cái sứ mệnh lâm phàm của Đức Bình Vũ Trụ đó, rải rác trong thi văn sưu tập toàn bộ đó, thì chúng ta thấy có năm sắc chỉ mà thôi. Nhưng mà có một điều là khi thầy với sứ mạng lâm phàm chỉ có 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày sau cái giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương đó, là Bửu Sơn Mai Quế Quy Kỳ Thất Niên, là giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương là chỉ có 7 năm thôi. Nhưng mà cái thời giờ truyền bá đạo lý Phật giáo Hòa Hảo xong rồi thì cái ngày giờ thầy để cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có một cái thời gian muốn gặp lại thầy. Cho nên thầy mới dùng cái bài danh từ này để mà hò hẹn. Tiên cảnh Chúa tôi vẫn hẹn hò, rồi hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày. Thì cái chỗ hò hẹn đó, cô bác anh chị em biết là thay vì ngày xưa đó, thì các vị Phật người ta dùng cái câu gọi là đại thể. Cũng như cô bác anh chị em biết, như cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành đạo rồi, thì Ngài lấy cái tay liền chỉ lên trời đó, Ngài nói rằng hữu nhất chúng sanh bất thành Phật quả, ngã thể bất thành Phật. Ngài nói nếu có một cái chúng sanh nào mà không thành Phật thì ta thề không thành Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị giáo chủ trong cõi U Minh, cũng vì cái đại thể lớn lao, Ngài nói địa ngục vị không thể bất thành Phật, nghĩa là cái cõi địa ngục không có người đọa lạc vào đây thì ta mới nhận vào ngô chánh giác. Cho nên mà ngài, cho đến cái ngày nay Ngài làm Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi, chứ không có làm một vị Phật. Qua đến cái thời Thượng Nguyên đó, cái thời đó đó, Ngài mới bước sang qua cái quả vị Phật. Thì hôm nay Đức Thầy cũng vậy, cũng lập cái bổn nguyện lớn lao, ra khuyên dân hẹn có sơn minh, còn diều bá tánh thì hứa câu thể hải. Sơn minh là gì? Tức là thề non hẹn biển.
Cho nên từ chỗ đó mà cái chỗ thò hẹn này đây đó, thầy mới lập lại một cái từ ngữ của nó để cho biết trước sau thời gian thầy vắng mặt rồi không bao giờ thầy mất đâu, một ngày nào thầy sẽ trở về với đất nước Việt Nam. Cho nên ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, trì lòng chớ khá núng nao, từ đây nhân vật nó mòn hao lần lần. Chữ ít lâu là một ngày gần đây thì sẽ trở lại. Giờ đồng thời trong cái bài thi xưng thầy cũng vậy, thầy viết lên những cái đoạn văn hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày đó, một ngày mà Phật tiên thần thánh cùng nhau gặp lại trong một ngày tới đây là cái ngày giang dày sấm nổ chuyển lưng kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Đồng áp dạ, dạ. Bấy lâu nghĩa nọ hao mòn, ngày nay hiệp mặt nó hết còn thở than. Cái ngày giờ đó, cái ngày giờ thầy đã cho chúng biết trong cái bài răng thơ công túc một lần nữa. Đức thầy viết tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong khán quan vào cửa xem tuồng. Cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhân với vật nó quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền rồi ai lỗi đạo nhà. Đồng hát câu phụ tử khải ca mà chúc trong họ muôn nhà thành thơ. Cái ngày giờ đó là ngày giờ gặp lại đó thầy. Cho nên hôm nay nói đức thầy dạy đó, trong mỗi chuyện bên thầy rất nhiều, ở đây chung kể gọn thôi à. Cái mà ông Lê Bá Thế đó, khi mà đến cái chỗ mà thành phố La Ve để thăm thầy, sau cùng rồi đó thầy nhắn lại với ông Lê Bá Thế đó, ông hãy về nói lại với tín đồ của tôi đó, mỗi người hãy tự mình lo cho mình đi, đừng một ai lo cho thầy cả. Sau này thầy đó là trở về rồi thầy cho người đó đi tìm mình, chứ đừng một ai đi tìm thầy cả. Là dạ sao vậy? Là vì thầy biết hiện nay ai cũng lo cho thầy không à. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình lo cho mình. Thầy nói thân ta, ta chẳng tiếc chi, miễn cho bá tánh nạn gì cũng qua. Thầy có tam thân tứ lượng, không một ai có thể hại thầy được đâu. Bao nhiêu những quy quyền thế lực áp chế là chỉ là một phương tiện dung phân tướng nước cho đạo mà thôi, chứ không bao giờ có thể hại thầy được. Đó, cho nên chẳng làm cho hiền thánh lung lai, chỉ tưới nước dung phân cây quý. Đó, cho nên từ đó hôm nay mình tin tưởng rằng thời gian này đó, rồi bà con yên tâm bình tĩnh để lo, tự mình lo cho mình. Hiện nay đó, cô bác anh chị em biết nè, ở trong bộ sách Luận Ngữ của Khổng Tử khi xưa rất nhiều. Ở đây chúng thuộc lại một cái mẫu chuyện thôi. Một hôm Khổng Tử hỏi ba người đệ tử. Lúc bây giờ ông hỏi đầu tiên đó, ông hỏi ông Tử Lộ vậy chứ, ngươi có biết thế nào là trí, thế nào là nhân không? Thì Tử Lộ ông lấy cái sức học, ông trả lời thưa thầy, biết người là trí, thương người là nhân. Thì Khổng Tử ông nói nghe nói vậy, ông cười, ông nói, ngươi nói vậy cũng tỏ ra là người cũng có học thức. Nói vậy rồi Tử Lộ đi ra. Tử Cống ở ngoài đi vô, ông mới lấy cái hai chữ trí nhân hỏi nữa, ngươi có biết thế nào là trí, thế nào là nhân không? Thì Tử Cống cũng trả lời thưa thầy, làm sao cho người ta biết mình là trí, làm sao cho người ta thương mình là nhân. Chữ làm sao là có một cái thụ động, có một tác động hơn cái ông hồi nãy nói, hồi nãy đó là Tử Lộ. Thế ông cũng khen ông, nói ngươi nói vậy cũng tỏ ra là người cũng có học thức, nói vậy thôi. Thì Tử Cống ông đi ra, ông nhân hồi đi vô. Nhân hồi tự là nhân nguyên đó. Khi đi vô rồi thì Khổng Tử đem hai chữ trí nhân hỏi, ngươi có thế nào biết thế nào là trí, thế nào là nhân không? Thì nhân hồi trả lời thưa thầy, mình biết mình là trí, mình thương mình là nhân. Nói như vậy mà ông Khổng Tử ông khen, ông nói ngươi nói như vậy mới xứng đáng là có bậc sĩ quân tử chứ. Đồng ý không? Cho đàn hóa tay quá vậy. Tự mình biết mình đó là trí, còn tự mình thương mình là nhân. Bây giờ cô bác anh cho em biết nè, mình không thương mình thì lấy đâu mình ra công để mà hạ thủ công phu tu tập. Có hai buổi sớm chiều công phu đi làm từ thiện đó đây, nấu cơm miễn phí, trái nước các cầu nhờ, đường cầu kiều, tu cầu bồ lỗ này, biết bao nhiêu những cái công tác đó. Mình không thương mình lấy gì mình làm? Cho nên từ đó mình phải biết lo cho mình nè cô bác anh em. Trong kinh nói nhân thân độ chứ hà thân bất độ. Nhân thân độ là tự mình độ mình, ngoài cái thân này không ai độ mình được đâu. Chính thầy thương mình thiệt nhưng mà thầy cũng không có độ được. Mà chỉ có cái độ là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó chắc nhiều. Mình không độ mình được thì ông Phật không độ được. Cho nên ông La Hầu La mà bạch với Đức Phật khi xưa đó, con nghĩ rằng cha đã thành Phật rồi thì con khỏi tu, nhờ cha đổ con đã đúng rồi. Thì Đức Phật trả lời với La Hầu La, này La Hầu, nhà ngươi nói vậy nhà ngươi lầm rồi. Chẳng hạn bây giờ ta hỏi con vậy chứ, cha ăn mà con có được no không? Rồi cha ngủ mà con có được khỏe không? Rồi cha mặc đây mà con có được ấm?
Chứ vậy là ba cái này rõ ràng là hầu bác hết, thưa thầy. Thưa cha, nếu như nhà cha ăn thì cha nó, mà cha mặc thì cha ấm, mà cha ngủ thì cha khỏe. Nó nói, thưa như vậy thì cái sự tự lực thành đạo này con phải tự lực, chứ ta không thể nào độ các con được. Cho nên dầu là mình ngủ chung với ông Phật mà mình không có giác ngộ thì cũng thành phàm thôi, chứ không thành Phật đâu cô bác nha. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Như vậy thì hiện nay Đức Thầy dùng cái danh từ này để nói chi vậy? Để nói vấn đề mình niệm Phật mình no. Không khi nào mình niệm Phật mà Thầy no. Cho nên ba phần điên khuyên nhủ thì mặc tình nghe không? Thầy khuyên mình là vì cái lòng từ bi. Chứ thật sự ra là nếu mình không làm mình cũng trở thành phàm thôi, chứ không bao giờ thành Phật được. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi xin thưa, hiện nay đó cái câu mà có đồng đạo hỏi đây đó, rõ ràng Thầy dùng cái danh từ này để đòi hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày. Có lẽ là một ngày nào quy định của cái ngày đó gọi là quy khôi. Chứ quy là về mà chứ khôi là lớn. Một ngày lớn lao tới đây là các cuộc đại hội lớn lao tới đây, là đó là đại hội lần qua. Có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển khùng ngồi sử phân, quyền cơ máy tạo soi dần đồng về Phật thánh thì mười phần sinh tươi. Như vậy thì chú quy là về khôi là lớn, trở lại một cái ngày lớn lao tới đây đó là cái ngày nhất định của trời Phật đã quyết định rồi đó, là cái ngày giờ đó là cái ngày giờ thầy tái sanh trở lại đó. Cho nên từ đó hôm nay mình ráng tu là chú. Có một số bà con người ta lầm, hiện nay người ta trông đợi một ngày giờ thầy về, tôi nó không có đâu. Bây giờ nếu như cô bác anh chị em đọc lại trong cái bài mà Phật đối với chúng sanh, như vậy thì trong bảy bài pháp luận đó, hòa con gì rồi mình đọc tới đọc lui lại cho nó kỹ. Người tín đồ nào hàng ngày dâng lời Phật dạy, ráng lo học hỏi, tìm kiếm đạo màu, quý trọng chuyện lành, thì Đức Phật thường gần gũi hơn là đứa đã dạy nhiều lần mà chẳng chịu nghe theo. Và thường ban thưởng cho những tín đồ nào biết quý trọng kinh luật của Phật, chăm lòng giữ theo giới luật, cẩn thận từ lời nói đến việc làm, chẳng để cho người ta chê bai Phật hay nhã báng thầy của mình. Còn người tín đồ nào dối tu, chẳng dâng lời dạy, chẳng giữ giới luật, thì trên là Đức Phật, dưới là ông thầy của cái, chỉ lấy lòng từ bi mà nhận sự trách cứ của kẻ ngoại đạo là nhiều lắm rồi, chứ không sao gần gũi giờ ban phước huệ với những kẻ chẳng thành tín kia đang vậy. Thì thật sự ra bây giờ muốn cho Phật gần mình và thầy gần mình thì điều kiện thứ nhất là mình phải trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, chỉ là như vậy thôi. Mà cái tranh luận đấu tài khuyên dân nên hãy miệt mà giữ tu là như chính xác. Vậy thì một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa, mặt trung ương là Việt Nam mình là trung ương đó. Ở đây cô bác anh chị em nào có đọc trong thánh giảng quyển nhì của thầy là nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sao có Phật tiên tại thế. Vậy thì Việt Nam mình là trung tâm điểm à, thì hôm nay là trung ương tam cõi, ba cõi cộng đồng là cõi thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng. Ba cõi này khi đã tam hoàng trở lại là ba vị này, thì cái ngày giờ tam hoàng trở lại là ba vị vua của cổ nhân ngày xưa trở lại rồi đó ha cô bác anh em, đó là lặp lại là cái thời thượng quân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy từng ngục môn, mười cửa xem thấy gây hồn cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công chủng đồng trừng trị cả lòng tà gian, ấy là đến lúc xuê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Ba cái gì đó trở lại là thượng quân. Vậy thì hôm nay thầy hẹn lại là trung ương tam cõi, tam cõi là ba vị đó đó, đều hòa mặt ta mới thảnh thơ trở có cả. Cái ngày đó là ba vị đó là tam hoàng trở lại đó, là thầy trở lại đó. Vậy thì quốc thầy muốn trở phải làm sao? Hung dữ ác nhân chớ bước vào, dình tâm nhu nhược chờ dẫn đến, vậy mới rời xa cảnh máu đào. Giờ đây thì chữ nhu nhược là gì? Là yếu hèn, tức là mềm mỏng đó. Nhu thắng can, nhược thắng cường, sĩ điềm tĩnh tiểu nhân lấn nước, thời dẫn hàng dụng nhược thắng can, yếu mà thắng mạnh đó. Đó, sĩ cương tắc chiếc mà. Cho nên từ đó hôm nay bất chiến tự nhân thành, vô tranh tự nhân đắc. Cho nên từ đó thầy dùng cái danh từ này bảo cái người tín đồ Phật giáo hòa ráng, ráng mà chờ đợi, chờ thiên địa châu nhi phục thủy, như thời xưa có gã tử phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tô thiểu mà an bá tánh. Giờ đây chúng ta dùng cái danh từ tô thiểu không phải là ít như người tôi đâu, tức là tiêu thổi của thời kỳ của tử phòng khi xưa. Thì giờ đây chúng ta ráng nhẫn nhịn, phải nhẫn nhục chờ người cổ tích Phật với trời phân định cho ta. Giờ đây chúng ta phải ráng nhẫn nhịn theo cái giai đoạn của cái bổn phận làm dân. Làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật thánh tiên, gương trước hớn tầng hàng tính nhẫn, đã không khổ nhục khỏi ưu phiền. Vậy thì hôm nay trong bốn câu của đồng đạo, vậy thì trung ương tâm khỏi điều qua mặt, ta mới thảnh thơ trở quốc hào, là cái ngày giờ thầy hò hẹn để tín đồ. Chứ đừng bây giờ nghe ai tin đồn thầy về ở tại thành phố
của Sài Gòn rồi, thành phố của Hồ Quốc Hồ Chí Minh rồi đó, thầy về lâu rồi. Có người ta nói vậy đó, mà mấy ông mê quá mà không biết gì trơn, thầy về lâu rồi. Nhưng mà vô tình mấy ông đó, đó là mê tín gì đó, theo cái dạng của tà sư ngoại đạo đó. Đó, rồi thành thử ra đi quất chuối ngựa rồi có thể theo đạo khác mà bỏ thầy. Tôi nói sau này đó cô bác anh chị em đọc ra trong bổn tuệ của ma mình ghê lắm. Ông ba nói là tôi phản Chúa khó hưởng quê phần, hãy dòng sư phản đạo thì một lần này tiêu. Cái dòng thầy phản đạo kỳ này là tiêu nó thiên đường địa ngục phải sang trung ương tam giới siêu sang phỉ tình, nói cho bổn đạo làm tin, đừng theo đạo khác mà quên âm định. Chừng nào gặp hội bình minh được cái gương nào tội nấy chớ tình thở than. Đồng ý không? Cho đạo tay quý vị. Thôi không làm sao nó hết được. Vậy thì bốn câu của đồng đạo vừa rồi đưa ra. Họ ăn thịt Phật tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơ trở gốc hài. Chúng tôi lấy cái phần chú giải thiếu phụng mình trở đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cũng cảm ơn cái đề tài huynh vừa diễn giải. Hỏi lại giám chủ còn thắc mắc gì thêm không? Báo có hai câu. Sải cả cười vuốt ve tấm đải, sợ ngày về ông bận lắm chè xôi. Ở đây cháu muốn hỏi là sải cả là ai, mà vuốt ve tấm đải là tấm gì? Nhờ huynh, nhờ chú Mười giải nghĩa cho con và đồng đạo cùng nghe. Dạ. Trời ơi cũng hay lắm nghe, vuốt ve tấm đải mà mình bận áo dài, cái này có phải tấm đải không? Không phải hả? Thôi mời đi ông ơi. Thưa quý vị, giờ đây thì cái mệnh đề thứ hai thì do đây cháu này ở ấp 5 hả? Ấp 5 cũng ở xã Thành Lợi, cũng chung có đoàn xã Thành Lợi này. Thì ở đây yêu cầu là mỗi một xã đó là hỏi một câu được rồi. Nó cũng hết giờ rồi. Dạ, xã hỏi câu được rồi. Dạ. Thì thưa quý vị, giờ đây thì cái bài này sở dĩ cái Đức Thầy dùng cái bài trao lời cùng ông Táo đó, viết vào ngày mùng 3, trước vào cái ngày lễ ngày 23 mà đưa ông Táo về trời đó, là trên dưới là 20 ngày. Thì hôm nay Đức Thầy đưa sớm về một cái tờ sớ cho Đức Thượng Đế để mà xét suy ở cái cõi trần gian này. Nhưng mà cái này là cái dụng chuyện của Đức Thầy, lấy cái chuyện của Táo ông để là Thầy thuật lại cái chuyện ở trần gian này. Chứ thật sự ra cô bác anh chị em biết là hiện nay Đức Thầy dùng lối nhân cách quá rất nhiều ở trong cái thi gian sưu tập toàn bộ. Cái lối nhân cách quá là gì? Thầy dụng ý nói cái ông này ông kia để nói cái ý của thầy sẽ nói cái gì đây, sắp tới đây. Cho nên gọi là nhân cách quá. Thì cái phương tiện cái vào ngày mùng 3 tháng Chạp, cái bài trao lời cùng Táo Đức Thầy viết nó thì 104 câu. Một cái bài này thì thật sự thì số cô bác anh chị em người ta đọc đó, người ta cũng có chiêm nghiệm những cái lời lẽ của Đức Thầy rất hay. Thầy dùng cái chuyện Táo Quân mà thuật lại cái chuyện trần gian. Thì bây giờ đồng đạo này sẽ hỏi hai cái câu với từ ngữ là sải cả cười vuốt ve tấm đải, sợ ngà về ông bận lắm chè xôi, của chúng sanh làm lễ vãng hồi, e quên mất những lời tôi gửi gắm. Thì thôi bây giờ ở đây chúng tôi trình bày theo cái viết của chúng tôi đó. Chữ sải là gì? Thầy dùng cái danh từ của một cái ông mà thầy tu bằng cái áo của cái nhà tu vậy đó, già vậy đó, của nhà tu, để lấy cái câu chuyện này nói chuyện với cái ông Táo Quân, nói chuyện Táo Quân. Thì dùng cái danh từ sải là những cái bậc mà đã xuất gia, những cái người đã ly tục, những người đã có thể là không còn nhiễm cái cõi trời nữa thì gọi là sải. Cũng chẳng gì như các cái vị này cũng như các vị tăng vậy đó. Thầy dùng cái lối mà tăng sĩ nói rất nhiều vậy đó. Chẳng hạn như tăng sĩ viết chùa am bế cửa, tăng sĩ này kia đó. Phận tăng sĩ này bao gió bụi, tăng sĩ cũng gọi là sải đó. Ở bậc đã xuất gia ly tục, người ta không còn nhiễm có cõi trời nữa. Thì bậc này ở trong cái quyển gọi là Ấu Học Tầm Nguyên đó của Đức Phật khi xưa giải: nội hữu đức trí, ngoại hữu thắng hạnh, tợ nhân chi thượng, còn sĩ nhi què cư dĩ ác y ác thực, bất tức dĩ di sĩ. Ý nó hai cái chữ tăng đó là cái bậc là cái hạnh bên trong nó đã hơn con người bên ngoài thì có thể nói là không thế gian nào bị được. Cho nên cái hạnh đức từ bên trong cho đến ngoài đã có hơn người nên gọi là tăng. Nội hữu đức trí, ngoại hữu thân hạnh, bên trong ta đầy đủ đức trí, bên ngoài đầy đủ được các hạnh. Tợ nhân di thượng tức là hơn người, thế gian này không ai bị được.
Còn cái bậc sĩ là cái bậc đó là nếu còn là mến tục, còn mến chỗ ăn, chỗ mặc, rồi còn so sánh với việc đời vật chất thì sao gọi là sĩ vậy? Cho nên cái bậc sĩ là cái bậc đó vượt xuất ra cái bậc tầm mức của thế gian. Cho nên từ đó hôm nay mới gọi là sĩ. Vậy thì sải, sĩ thì tăng đây thì cũng ám chỉ cho những cái bậc đã ly tục, những người đã có cái ý là thoát nên có cõi phàm rồi, không còn nhiễm cõi đời nữa. Nên Ngài mới dùng cái câu chuyện của sải, cả cười vuốt da tấm đải. Đải là gì? Là cái tấm da mà thường thường các cái vị sải nó thường thường đi ta đem theo đó để chi? Để là thọ dụng những cái số cúng dường của người khác. Thí dụ như mình là cái người thế gian mà cúng dường cho ông sải đó thì ấy ông không có cái tấm đải lấy gì ông định. Thấy không? Đải đó là những cái tấm đã ông che đựng lại những cái gì đó mà người ta đã cúng dường cho ông. Cho nên gọi là sải. Vậy thì cái tấm đải là cái tấm nó thường thường các cái vị ta đi khất thực này kia thường thường đó. Bây giờ người ta kêu là bình bát đó. Còn ngày xưa người ta có cái tấm da để theo như cái cặp mình đi cầu nguyện đó vậy đó. Đó kêu là tấm đải. Nó có cái tép kéo này kia của nó gọi là đải. Thành ra từ đó hôm nay đó thì dùng cái danh từ này để nói đi, để cái sự hàm chứa của những người mà tăng, những người sải đó, người ta trong sạch. Ăn cái món ăn trong sạch của cái người mà cúng dường cho mình. Ở đây có cái phái đoàn ở Châu Phú mới tới. Đại diện ra đón dùm. Thì ra cô bác anh chị em và chúng tôi đại diện cho gia đình đón ra chào mừng phái đoàn ở Châu Phú, Vĩnh Sáng Cây Dương vừa mới đến. Thì ra trong cái vừa rồi thì đồng đạo đưa ra là xã chè cả cười vuốt da tấm đại, sợ ngày về ông bận lắm chè xôi. Là ý của Đức Thầy muốn nói là cái ngày mà ông thọ dụng tu riêng lên cái tấm sớ cho Thượng Đế đây, rồi sợ ông bề bộn cái vấn đề ăn uống đâu quên cái lời của tôi vậy đó. Của chúng sanh làm lễ giảng hồi em quên mất những lời tu gửi gắm. Thì cái này thật sự nó cô bác anh chị em, Đức Thầy tố trình những cái chuyện của thế gian này. Nào là ở thị thiền đua chen sướng khởi, những tuồng hư theo bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc phiện hậu gia trai, nào trùm đĩ ma cô người hút máu, ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khỏi than dùm dân tộc quá hư hèn. Thầy dùng cái danh từ này để thuộc lại và nói cái chuyện ở thế gian này, để làm một lối gọi là nhân cách quá. Cái chuyện của thầy nói đó mà, gọi là nhân cách quá. Thì thôi, thời giờ có hạn, cái này nó cũng không phải thuộc về chi tiết gì với nặng về vấn đề chương trình tu học. Thì cái từ nào nói về từ ngữ nó đơn giản thì chúng tôi trình bày theo cái lối đó. Còn cái lối nào nói đi sâu vào chi tiết về phương thức hành đạo đó thì chúng tôi nói nó nhiều hơn. Thì thôi, thời giờ có hạn, mời ông xuống công viên đến đây để chúng ta thông qua chương trình.